you day and night. It's only right to think about the girl you love. Việt Hưng á, trong gia đình là một cái đứa trẻ rất là hạnh phúc. Linh có một cái đặc tính nữa mà cho đến bây giờ không sửa được, đấy là cái tính rất là lười ăn. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Trông vẻ ngoài thì rất là trầm tĩnh và hiền, nhưng mà thực ra thì em thấy anh ấy cũng rất là ham vui và hiếu thắng. Em lại vừa yêu một cô bé, cũng là một ngân hà. Con và các cháu của mẹ phát triển, hoàn thiện được như bố mẹ của nó, và thậm chí hơn bố mẹ của nó là điều mẹ rất là mừng. Chúc hai em vui hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin mừng thầm thầm. Hạnh phúc thay cho bên em chỉ muốn chúc là các con sẽ thành công trong công việc. Vấn đề gì đấy mà chưa hiểu nhau thì hãy phải san sẻ với nhau để giúp cho nhau hiểu nhau hơn. Hai cháu thì phải quan tâm bố mẹ này, thế rồi là chăm lo bố mẹ, thế hai cháu phải hạnh phúc, rồi biết nghe lời nhau. Con cái của mình trong gia đình sao cho là phần nào đấy giống như những cái người đã tâm huyết, đã yêu mến con và mong muốn chúc cho các con những cái điều của mình nhất.